Hello tất cả mọi người, thì mình là Phước Lộc Cảm Minh đây. Thì hiện tại Lộc B41 rồi. Hôm nay thì Lộc sẽ tiếp tục tạo cho mọi người một cái event chơi nhá. Câu hỏi đặt ra là, đố mọi người, nam chính và nữ chính có đến được với nhau không? Bạn nào mà trả lời đúng sẽ nhận được 5.000 kim cương nha. Yêu cầu của luật chơi là phải like và đăng ký kênh. À mà mình quên nữa, mình đã khóa nút đăng ký kênh rồi. Bạn nào mà nhắn đăng ký được, mình tặng cho 5.000 kim cương nha. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng xem phim thôi nào, let's go. Ủa, Quỳnh FF mời, là cái người vừa nãy bắn tao gọi khịa nè. Cuối cùng cũng chỉ chấp nhận kết bạn. Ê, mày xinh đẹp nói cho tao. Ui, chết mẹ tao gọi, kiểu này có chuyện gì rồi. Thôi mày giải quyết đi nhé, nào rảnh tao gọi chơi với mày sau. Ơ kìa, thế giờ sao mày? Này cậu kia, sao vừa nãy cậu khịa tao hả? Tôi thích thì tôi khịa thôi, làm sao, ý kiến gì? Cậu đúng là ngang ngược mà, cậu được lắm. Tôi ngang ngược từ bé rồi, sao, tính làm gì tôi cơ? À đù, khá phải đấy. Chuyển cơ trưởng đây cho tôi nhảy cho. Chứ mới chơi game chắc cũng không biết nhảy đâu nhỉ. Ủa sao cậu biết tôi mới chơi game? Có gì mà không biết, mặc đồ thì như con bóc, bắn thì gà, chả mới chơi còn gì. Gì mà chơi người ta như vậy? Thế không đúng hả? Tôi trước giờ nói sự thật thôi. Ừ rồi, tôi là con bóc, tôi bắn gà được chưa? Thế có thích làm bờ đồ giống tôi không? Ai chả hết, cứ hỏi hửa hết nhờ. Vậy để tôi chỉ cậu chơi game nhá, ok không? Ôi như vậy thì tốt quá. Đứng đây làm cái gì vậy? Không mau đi lút đồ đi. Phải đi lút đồ hả? Tôi tưởng có đồ sẵn rồi. Không làm mà đồ có ăn thì ăn thì tự biết. Thôi đi theo tôi này, qua đây lút đồ đi. Đâu, đồ ở chỗ nào cơ? À cái này phải không? Đúng rồi, còn ở đây nữa này. Nhiều lắm cậu ơi, cứ vào lút nha. Rồi sao nữa? Giờ đi kiếm thêm đồ mà lút chứ sao? Ngơ ngơ như bò đợi nơ thế nhỉ? Gì mà bò đợi nơ? Tôi mới chơi game này lần đầu, không biết gì nên tôi mới hỏi vậy. Chứ tôi mà biết, tôi cũng không thèm hỏi làm cái gì nha. Nói đùa xíu thôi mà, có cần phải gắt như vậy không? Con trai gì đâu mà khó tính vậy trời. Không khó tính để cậu bắt nạt tôi hả? Nhưng mà con gái họ không thích những người khó tính như vậy đâu. Ủa vậy hả? Vậy để mình sửa, lần sau mình không như vậy nữa. Xem chừng cậu cũng thú vị phết nhở. Cậu nói cái gì cơ? À không, không có gì đâu. Ê nè, cậu có địch nè, bắn nó đi, tôi nhường cậu đó. Chết nha mày, sao thấy mình bắn ghê không? Bắn như con boss, chứ ghê cái nỗi gì. Ơ kìa, sao lại như con boss là sao? Bắn hay như này cơ mà. Bắn hay là phải hết sốt máu đỏ cơ, chứ máu vàng như thế kia ai mà chả bắn được. À thì ghê là vậy, tưởng gì khó, chứ bắn hết sốt là đơn giản mà. Tự tin vậy, trước kia chơi game phải một tháng tôi mới biết hết sốt. Cậu nghĩ sao vừa mới chơi game được một ngày mà đòi bắn hết sốt được vậy? Cậu bị ảo à? Cậu hơi bị coi thường tôi rồi đó, để tôi đi kiếm địch bắn cho cậu xem nè. À đủ ghê ghê, không làm được là quên làm nó nha. À đây rồi, đây đây rồi, bay đầu nha mày. Ghê ta, hết sốt thật luôn kìa. Nhưng mà mấy con bắt như cậu hên hên lắm. Có rồi thì làm lại lần nữa coi. Thật là vãi chưởng, người gì đâu không bao giờ công nhận kỹ năng của người khác. Thôi được rồi, để làm lại cho mày xem nhá. Chạy quanh map mà không thấy tên địch nào. À đây rồi, chết nha mày. À đù, khét thế nhở. Được của nó đấy. Nó cứ phải gọi là đẳng cấp luôn. Công nhận, cậu cũng có năng khiếu chơi game nhỉ. Mới chơi mà bắn được như vậy là đỉnh lắm rồi. Cậu đừng khen, mình thích tắm. Ê này cậu, lút đồ đừng cậu đừng im như vậy. Có ngày thì nó cay đồ bắn chết luôn đấy. Hả, hơi đứng như nào cậu? Nhìn nè, khi lút đồ thì phải quay người như thế này. Để địch không bắn vào đầu mình được. Ôi, vậy hả, bây giờ mình mới biết đấy. Để mình xem, có gì lưu ý mình chỉ nha. Cảm ơn cậu nhiều nha. Ban đầu mình cứ tưởng cậu là người xấu nữa chứ, không ngờ cậu là người tốt như vậy. Khỏi cảm ơn đi, mình không tốt như cậu nghĩ đâu. Ờ kìa, sao lại nói vậy? Cậu như vậy là tốt rồi. Mình tồi lắm, cậu không biết đâu. Có hiểu ghê, trước giờ chưa gặp ai tự dưng lại dặn mình là tồi luôn á. Cậu biết chạy xe chưa? Lên đây mình chỉ. Mình chưa cậu ơi, cậu chỉ đi. Đơn giản ý mà, cậu chỉ việc ấn ga nó sẽ tự động chạy, tiến lùi tùy. Giờ cậu thử chạy đi, xem có chạy được không. Tưởng gì chứ, mình là dân tổ lái đó. Ghê vậy sao? Chứ còn gì nữa. Ui chết, người yêu mình hẹn đợi. Thôi cậu chơi đi nha. Ủa, cậu có nghĩ rồi sao? Đúng rồi cậu, nãy người yêu mình bận nên chơi game với cậu thôi. Giờ người yêu mình hết bận rồi, mình phải ra chơi với người yêu mình. Người yêu cậu chắc may mắn lắm mới kiếm được cô người yêu tuyệt vời như vậy nhé. Thôi mình ra nha, bye bye. Ok cậu ra đi. Ủa sao vẫn chưa ra vậy? À mình muốn nói cậu là cậu vẫn còn bắn gà lắm, cố gắng mà luyện tập đi nha. À đồ, cậu dám chơi mình boss với gà, được lắm, cứ đợi đấy. Bây giờ mình phải vẫn luyện tập bắn để chơi hành bờ gồ mới được. Chứ cứ như này bị người khác khinh thường chán lắm. Ủa cậu đấy là mời mình làm gì nữa đây? Em mời đứa nào vào room một chút để kiểu danh anh đi. Ok để em mời. Gì vậy, con boss nào đây, em mời à? Đúng rồi, em mời đó. Vai, em đùa anh đấy à? Anh bảo em mời đứa nào vào rô cơ mà. Mời con boss này vào để nó làm gánh nặng cho team hả? Bạn này cũng bắn được mà anh. Được cái con khỉ, em kích nó ra nhanh, không anh giận em luôn đấy. Gì mà cậu dữ vậy, nhỏ bạn mình nó không có sai mà. Là boss thì phải chấp nhận thôi. Phải cố gắng luyện tập, tương lai mình phải trở thành một nam bờ gồ mới được. Để xem lúc đó còn ai dám khinh thường mình nữa không. Chết nha bạn. Thêm một bạn nữa này.
Bắn nhiều sẽ quen tay thôi, cố lên Lộc ơi. Mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp, mình tin vào điều đó. Rồi xong, máu như đây, làm sao mà giết được thằng địch đây? Kiểu này đai thật rồi. Á à, đâu, hên ghê ta, thế mà cũng không chết. Hello bạn nha, nãy bạn hẹn đội mình có việc gì không? Mà bạn là ai vậy? Bạn biết mình à? Tao là bố của mày. Ủa, bạn nói lên tên cái gì vậy? Ăn nói là sự chú bạn ơi, hẹn mình ra có việc gì, nói như lên. Tao ghét mày là sao? Mình có làm gì đâu mà bạn ghét mình. Nếu bạn không mở mic lên được thì thôi, mình out nha, bye bye. Ơ khoan đã, là tao. Là mày hả? Mày rảnh quá ha. Tao đùa mày xíu thôi mà, đúng hài luôn. Hài cái đầu mẹ. Vào trận đi, tao kể cho mày nghe tin động trời này. Tin gì cơ? Nghe có vẻ nghiêm trọng vậy. Thì mày cứ vào trận đi. Ui, em là xinh gái thế nhờ. Hello em, cho anh làm quen được không? Ghê ta, có cho anh làm quen kìa. Em ơi, có mít không? Mít lên nói chuyện với anh đi. Không ngờ như bạn mình hay lại nhát trai như vậy luôn á. Trước giờ cứ tưởng nó sát trai lắm cơ. Em không nói gì, chứng tỏ em thích anh đúng không? Xin lỗi bạn nha, tôi có người yêu rồi. Eo ơi, lâu lắm rồi mới kiếm được cô gái xinh như thế này. Vậy mà có người yêu rồi, phí thế nhờ. Nhỏ bạn mình nó né trai cũng giỏi nhỉ. Không có người yêu, vậy mà bảo có. Em ơi, hay em bảo người yêu em đi, yêu anh cho vui. Ơ hay, cái anh này buồn cười nhỉ. Người ta đang yêu nhau kêu bỏ yêu anh là sao? Anh chỉ nói thế thôi mà, em cần gì phải gắt với anh như vậy không? Thôi, tôi không có thích nói chuyện với loại người như anh đâu. Tắt mic hộ điên cái. Ơ kìa em cọc vậy. Ê Lộc, nãy giờ mày không nói giúp tao câu nào là sao? Có đứa đó cứ làm phiền tao kìa. Tao không biết nói gì luôn á. Thôi kệ đi, mày đã cũng hết rồi thì quen tao là cái gì. Em ơi, anh bắn gà lắm, em gánh anh có được không? Anh phiền thật đấy, chính sao tôi ra coi. Thôi bạn gì đó ơi, bạn mình nó đã không hít rồi. Cậu đừng có cố chấp nữa được không? Đứa nào nói đấy hả? Việc của mày à, mai mày chân vào. Thì đó là bạn mình, bạn bè bảo vệ nhau không được hả? Bạn bè thì chả có quyền gì cả. Khi nào mày là người yêu của cô ấy thì mày mới có quyền, ok? Biết điều thì im cái mồm lại. Anh mới là cái người phải im đấy. Con trai gì đâu mà vô duyên quấy ò. Tôi xin được tắt mic anh nhé. Lộc ơi, bật mic đội lên đi, khỏi phải tranh cãi với anh ta đâu. Mic đội là chỉ tao với mày nói chuyện với nhau thôi đúng không? Đúng rồi đó. À, mày nhớ tới thì quên. Nãy mày bảo vào trận, nói tao nghe chuyện gì đó cơ mà. Giờ mày nói đi. Nãy tao đoán rồi mà, ơ kìa cái thằng này. Thì tao có người yêu rồi đó, nãy có nói rồi mà. Gì cơ, thật á, nãy tao tưởng mày đùa cơ. Ai rảnh đâu mà lại đem cái chuyện này ra đùa trời. Bữa trước mày còn nói thế nào nhỉ, loại người như tao ai thèm yêu đúng không? Giờ tao có người yêu rồi đó, mày thấy sao hả? Thì tao hơi bất ngờ xíu thôi, tại tao không nghĩ mày lại có người yêu nhanh như vậy. Người yêu tao cute lắm luôn, lại còn yêu thương tao nữa, nói chung là tuyệt vời. Nhất mày còn gì nữa, hay sao ai cũng có người yêu hết. Kiểu này tao lại phải chơi một mình về già rồi. Mày cũng kiếm người yêu đi, yêu qua game cũng vui lắm đó. Mày nhìn tao nghèo với boss như này thì ai yêu chứ? Tao yêu, à nhầm, tao có người yêu rồi. Mày bớt đồ giỡn người ta lại đi, ghét ghê á. Nhưng mà người yêu mày thật lòng, không quan trọng mày nghèo hay gà đâu. Kiếm được người như thế hiếm lắm. Thì thế tao mới bảo, nói chung cứ người im đi, tình yêu khác tự đến mà. Mày nói nghe vô lý thật đấy. Ơ kìa nói thật mà, tính ra mày cũng đẹp trai phết, kiểu gì mà chẳng có đẹp em mê. Muốn xem mặt người yêu tao không? Để tao mời vào cho mà xem nè. Cũng được, thử mời vào đi mày. Chào em yêu của anh nha. Đây nè mày, người yêu của tao đó. Gì vậy? Đây là người yêu của Quỳnh FF mà. Hả? Mày nói cái gì đấy Lộc? Thì tao nói là... Đây là bạn em đúng không? Đúng rồi đó anh yêu. Chào bạn nha, rất vui được gặp bạn. Sao giá chăng vậy trời, gõ gàng hơn bữa. Mình nhớ như anh ta khinh thường còn kích mình. Không chơi chơi chung cơ mà. Ê, vào trận đi mày ơi, cho tao chi kéo một trận với. Cho bạn em chơi cùng một trận nha anh, có được không? À, dạ được ạ, em vào trận đi. Hay, không hiểu sao nhỏ bạn mình nó là yêu, dính ngay cái đứa không cái gì, chán thật sự. Mình phải kiếm cách nói cho nó biết bộ mặt thật của anh ta mới được. Mà anh này, nãy giờ anh chơi game với ai thế? Em thấy anh trong trận suốt luôn. À, anh chơi game cùng thằng bạn anh á em. Tại nó bị người yêu cắm sừng nên anh phải tâm sự an ủi nó á. Sao nghe điều điều ta, bắt ổng thật đấy. Nè thằng kia, tao cấm mày nói gì cho em đấy biết. Không thì cứ xác định này nhé. Tao lại sợ anh quá cơ. Lộc, có chuyện gì thế? Mày với người yêu tao quen nhau từ trước rồi à? Mày nói đúng rồi đó, tao quen người yêu mày từ trước rồi. Công nhận hai đứa chúng mình cũng có duyên phết ha. Không ngờ cậu là bạn của người yêu tớ. Sao diễn đến mày trời, hay anh đi làm diễn viên đi, tao thấy hợp đó. Này thằng kia, tao nói mày thế nào mà mày không chịu hợp tác với tao là tao xử đẹp mày luôn đấy. Em ơi, em đâu rồi? Nãy giờ em nghe bạn em nói gì không đó? Có chuyện gì thế anh? Nói là em nghe coi. Nãy giờ biết em bị lỗi câu được câu không, chẳng hiểu bị sao nữa. Mày thật đấy. Đúng là ý trời mà. Nghe thấy mít em không? Alo alo, để em xíu nha, em thoát game vô lại nhé. Vâng em yêu, em thoát ra vô lại đi. Này thằng kia, đứng lại đó, tao bảo cái này. Bảo cái gì, nói luôn đi. Thì mày cũng biết, Quỳnh FF và nhỏ bạn mày là người yêu tao mà. Tao xin mày đừng nói cho họ biết điều này. Giữ bí mật giúp tao nha. Anh nói vậy mà nghe được sao? Tôi chưa gặp cái trường hợp nào yêu hai người cùng lúc luôn á. Thì do mày gặp nè, yêu hai người bình thường mà. Chỉ cần tao cảm thấy vui là được. Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi á. Anh vui nhưng hai người họ có vui được không? Hai người họ vẫn sẽ vui nếu như mày không nói ra chuyện này cho họ biết. Tôi xin anh đấy, bỏ cái tính ích kỷ đây đi. Phải biết nghĩ cho người khác nữa chứ. Nếu anh không tự giác rời đi thì đừng có trách tôi quá đáng.
tán. Á đù, thằng này mày giỏi. Mày dám thách thức tao cơ à? Mày là cái thá gì mà đòi dọa tao hả? Tôi chỉ nói thế thôi, bởi tôi không thể nhìn cho bạn tôi nó bị anh lừa dối như vậy được. Anh hiểu không nhỉ? Vậy là mày vẫn cố chấp, không làm theo những gì tao nói đúng không? Đúng rồi đấy, nghĩ sao tao lại nghe anh vậy trời. Má, thằng này, tao hơi bị cay mày rồi đấy nha. Em vô lại rồi nè anh ơi, anh với thằng bạn em đang nói chuyện gì vậy? À, đang nói chuyện mày bị. À, anh hỏi bạn em chút việc thôi ạ. Không có gì đâu em yêu. Gì vậy trời, mỗi lần tính nói là anh ta lại chia bộ miệng mình, chán thật đấy. Em ơi, nếu như người khác nói anh là một người tồi thì em sẽ nghĩ sao ạ? Thì em sẽ không nghĩ vậy, bởi em thấy anh là một người con trai rất là tốt mà. Dạ vâng em yêu, thế em đừng bao giờ tin vào lời nói của người ngoài nhé, nghe không? Em biết rồi, nhưng mà tại sao anh lại nói vậy? Tại anh sợ điều xấu đó sẽ đến với anh, để anh kể cho em nghe câu chuyện này. Anh kể đi, em nghe nè. Chuyện là một cặp đôi đang yêu nhau và rất hạnh phúc, rồi bỗng dưng có một người đến nói chàng trai ấy tồi, cắm sừng cô gái đó. Nhưng em biết gì không? Tất cả điều đó là do người thứ ba bị đặt ra để giành người yêu của chàng trai đó. Nên là anh chỉ muốn nói là em đừng tin những gì mà người ngoài nói, hãy tin anh em nhé. Vâng, em hiểu rồi, em không tin ai khác ngoài anh đâu. Vâng ạ, anh yêu em, đúng là anh không chọn sai người mà. Hai, xem chừng anh ta cũng không phải dạng vừa nhỉ, cũng cao ta thật đấy. Lúc nào anh ta cũng ở cạnh nhỏ bạn mình thế kia, thì làm sao mình có thể nói được đây. Hai. Mà em nè, bạn em hình như thích em hay sao ấy. Anh cứ thấy đứng nhìn chúng mình từ nay đến giờ luôn. Ờ này, anh nói linh tinh cái gì thế, tôi nào hết nghiệp anh. Biết thế nào được, nhớ đâu có một ngày anh cứ mất cô ấy từ tay tôi thì sao. Không có chuyện đó đâu anh ơi, em chơi với Lộc lâu rồi nên em biết mà. Em với Lộc chỉ là bạn bè thôi, nên là anh đừng có nghĩ ngợi nhiều quá. Vâng ạ, nhưng anh vẫn phải đề phòng. Muốn hại tao đâu có dễ. Để tao trúng mắt lên xem mày làm được gì. Anh né tránh được một hai lần chứ không né tránh được cả đời đâu. Chẳng nhẽ lúc nào anh cũng bên nhau bạn tôi 24/24 hả? Anh được lắm, nhưng mà không sao, tôi sẽ có cách khiến anh phải ngậm cái miệng lại. Nghe có vẻ tự tin phết nhờ. Mày không phải khịa tao, cứ đợi mà xem nhé. Ê mày, cái thằng yêu mày không phải là người. Nói chuyện gì đây? Bạn tính nói cái gì vậy? Tôi nói là anh không phải người tốt đấy, làm sao? Em nghe kìa, bạn em nó nói anh là người không tốt. Em nghĩ sao về chuyện này? Lộc, mày nói linh tinh cái gì đó? Sao mày lại nói người yêu tao không tốt là sao? Thì tao chỉ nói sợ thôi, nó không tốt như mày nghĩ đâu. Mày thì biết cái gì mà nói? Đó, anh sợ nhất người khác nói anh này nọ. Nhưng không sao, em vẫn tin anh là được. Anh đừng có bận tâm những lời thằng bạn em nói nha. Vâng ạ, anh biết rồi em yêu. Yêu em nhiều lắm luôn. Đúng là anh không chọn sai người. Hey, giờ phải làm sao đây? Thôi kệ, cứ để xong trận rồi nói gõ gàng cho nhau bạn mình biết mới được. Để xem anh bao biện né tránh chuyện này được bao lâu. Ê này Lộc, người yêu tao, tao là người hiểu rõ nhất. Mày không biết gì thì đừng có nói linh tinh nghe không? Đấy là mày chưa biết bộ mặt thật của anh ta thôi. Tí xong trận tao sẽ kể đầu đuôi cho mày nghe. Nè, đừng có mặt phá vỡ hạnh phúc của bọn tao nghe không? Tao hiền quá nên mày nhận đấy hả? Thôi nào anh, để em giải quyết việc này cho. Anh không cần phải nói gì đâu, em hiểu không hả? Được. Để anh giải quyết thẳng với nó. Ê thằng kia, tí ra gặp tao nói chuyện. Lại bài mưu tính kế gì nữa à? Tao cay mày lắm rồi đấy. Động vào ai thì động, chứ đừng động vào cuộc sống của tao thì không yên với tao đâu. Đúng là nói người ta không biết xem lại mình, thật là nực cười mà. Để xem anh ta giở trò gì tiếp đây. Ê này, mày vẫn quyết định nói chuyện này cho nhỏ bản thân mày biết đúng không? Đúng rồi, sao hơi hừa vậy? Vậy thì chơi kèo đi, nếu tao thắng mày thì mày không được nói chuyện này ra. Ờ kìa, tự dưng lại chơi kèo, liên quan quá nhỉ? Tao thích nói thì tao nói rồi. Khoan đã, mày nghe cho kỹ này, nếu mày thắng thì tao sẽ tự buông bỏ nhỏ bạn mày và không làm phiền nhỏ bạn mày nữa. Nghe cũng có vẻ ok đó, nhưng mà tao sợ mày bịp lắm. Mày chắc gì đã ăn nổi tao mà nói chuyện oai dữ vậy? Ừ ha, mình mới chơi game mà, không biết có ăn lại anh ta không? Sao, có tao biết không thì nói một câu, để tao biết đường đi cách khác. Thôi được rồi, chơi thì chơi. Khá phết đấy nhở, thế giờ solo luôn nè, mày chuẩn bị thua đi nha. Chưa biết ai đâu à nha, nói sớm hết bạn, để xem ai là người thắng đây. First blood. First blood.
Giờ anh thua rồi, anh phải biết mình nên làm gì rồi đấy. Làm cái gì cơ? Tôi không hiểu. Nè anh, đừng có mà bùng kèo. Nãy anh nói nếu tôi thắng thì anh sẽ tránh xa như bạn tôi ra cơ mà. Đâu phải nói tránh ra sẽ tránh đâu. Anh chơi xấu vừa thôi. Bây giờ mới biết tôi chơi xấu hả? Đúng là thằng ngu. Rồi, vậy tôi sẽ đi nói thẳng cho như bạn tôi biết, để xem anh còn bên cái mặt như thế nữa không. Đâu rồi, nhỏ bạn mình nó đâu cả ta? Gì vậy, ở trong đảo kính nói làm cái gì đây không biết, phải đi hẹn đội nó mới được. Đây rồi, cũng nhanh đấy. Sao vậy, mày hẹn tao có chuyện gì hả? Đúng rồi, tao muốn nói cho mày biết chuyện này. Ừ, rồi mày nói đi. Thằng yêu mày ấy, nó không tốt như mày nghĩ đâu, nó đang bắt cái hai tay đó. Mày nói cái gì vậy Lộc, người yêu tao không phải là con người như vậy đâu. Kìa, nhưng đó là sự thật, mày hiểu không hả? Tao không gạch mày chuyện để nói đâu. Mày thôi đi, rốt cuộc là mày có ý gì hả? Vào thẳng vấn đề chính đi. Ý gì là ý gì, tao chỉ muốn nói sự thật cho mày biết, cho mày né tránh thôi mà. Thằng đó nó đang yêu một lúc hai người, mày nhớ cái người hôm bữa nó kìa tao trong cuộc liền không, yêu nó đó. Thật hả, sao có thể như vậy được, để tao mời vào nói chuyện cho rõ ràng mới được. Tôi không ngờ anh là con người như vậy, giờ anh giải thích đi, tại sao lại làm vậy với tôi hả? Biết hết sự thật rồi à? Vậy thì tôi nói luôn cho mà nghe nè, tôi thích thế đấy. Đấy, mày thấy gì chưa? Tao nói mà. Anh được lắm, cũng may là vừa mới quen nhau được một hôm nên tôi cũng chả có tình cảm gì với anh cả. Bây giờ thì anh biến đi, cho đỡ ngứa mắt tôi. Vừa lòng tao ghê. Cảm ơn mày nhiều nha, nếu như không có mày chắc tao cũng không biết bộ mặt thật của anh ta nữa. Không có gì đâu, vì tao nên làm mà. Thế mày có thích tao không? Ê, này là sao? Tự dưng lại hỏi thế. Thì mày trả lời tao đi. Tao chỉ xem mày là bạn thôi chứ không hết. Vậy à, tao biết rồi, tao đùa mày xíu thôi. Mày lúc nào cũng đùa, ghét ghê. Mà mày giúp tao chuyện này với. Chuyện gì thế? Ra đi, để xíu tao mời. Giờ mình phải đi kiếm Quỳnh, nói cho cậu ấy biết mới được. Mệt thật đấy, nhưng mà biết là không giúp, cứ cảm thấy sao sao á. Đâu rồi, cho tao vào nhóm coi. Sao thế Lộc, xin mời nhóm có chuyện gì thế? Mình vào đây muốn nói cho cậu biết chuyện này. Cái người đang đến cậu, đang lừa cho cậu đấy. Ủa là sao, mình không hiểu. Nó nói linh tinh thôi em ơi, chứ anh nào lại đi lừa dối em. Vậy thì để tao một tí, tao có bằng chứng rõ ràng. Nè, các người đừng có mặc quả đáng nhé. Chuyện này là sao vậy Lộc, mình chưa hiểu cho lắm. Đợi tôi xíu. Kìa mày, giúp tao nói đi. Người tên Bảo Nam kia là người yêu của cậu hả? Đúng rồi, người yêu tôi đó, sao thế cậu? Thì vài phút trước, anh ta cũng là người yêu tôi, vừa mới chia tay xong á. Hả? Thật sao? Sao có thể như thế được? Nhưng đó lại là sự thật đó cậu. Quỳnh ơi, em đừng nghe bọn họ nói, bọn họ đang cố tình chia rẽ tình cảm của chúng mình đó. Anh thôi đi, đến giờ anh còn chối cãi được nữa hả? Mặc vậy vừa thôi chứ. Mày im ngay cho tao, những gì mày hại tao, tao sẽ ghi nhớ cả đời. Thế còn anh thì sao? Những gì anh hại người khác, anh lại không nhớ hả? Tao rất ghét những kẻ không phải việc của mình mà cứ xỉa vô, cẩn thận có ngay bị nghiệp quật. Nói mà không biết nhột hả? Người đang bị nghiệp quật là anh đấy. Thằng này, mày được lắm, mày khá đấy. Quá khen, tôi chỉ làm đúng với lương tâm của tôi thôi. Tao sẽ không bao giờ chịu thua trước mày đâu, mày cứ đợi mà xem. Thế hả? Để xem. Em ơi, em phải tin anh, bọn họ đang có ý đồ xấu, họ muốn hại anh đó em. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, anh vẫn còn cố chấp che giấu hả? Kìa em. Lộc ơi, cậu có thích một con nạc xịn sò không? Nạc xịn thì ai trả hết, nhưng mình đang cố gắng góp tiền để ăn khác nè. Cậu đang có bao nhiêu tiền rồi? Mình mới có 1 triệu thôi. Ui giời, 1 triệu thứ gì ạ? Cậu mua không? Mình giới thiệu cho người bán hàng uy tín này. 1 triệu đã mua được gạch rồi hả? Thế cậu chỉ mình với. Đây nè cậu. Cậu ơi, cậu có bán gạch nào 1 triệu không? Thời này em mua ẹp 1 triệu nói trời, bên mình toàn bán ẹp 3-5 triệu thôi. Cậu cứ nói là 1 triệu giúp mình, còn bao nhiêu mình bù thêm. Buồn thế, mình cứ tưởng còn 1 triệu. Mình vừa tìm lại còn sót một con ẹp 1 triệu, ok phết nè, cậu mua không? Ôi, thật hả? Mua luôn chứ sao nữa. Cậu chuyển qua số tài khoản này giúp mình nha, xong mình gửi ẹp. Ok cậu, rồi đó cậu ơi, mình chuyển rồi. Đây, tài khoản mật khẩu đây, cậu mua thử đi. Quỳnh ơi, để mình xíu nha, mình vào kia nhá. Ok cậu vào đi mình đợi. Ôi, vào được rồi nè, không ngờ có 1 triệu mà mình lại mua được con anh xịn sò như vậy luôn á. Thích ghê á, vậy là từ giờ sẽ không còn ai chơi mình boss nữa rồi. Sao rồi, cậu thấy con nàng này ok không? Quá là ok luôn đấy chứ. Cảm ơn cậu đã giới thiệu chỗ mua cho mình nha. Rồi, không có gì đâu cậu, miễn cậu vui là được rồi. Mà cậu ơi, cậu giúp tôi như vậy, có phải cậu có chút tình cảm với tôi rồi không? Ủa gì vậy, mình yêu cậu ấy từ bao giờ thế nhỉ? Thôi, không nói nhiều nữa, yêu em rồi thì cứ nói. Thế em kêu anh không? Có chứ, yêu anh nhiều lắm luôn. Dạ, anh cũng yêu em.